Em người Việt hay người Khmer mà nó tiếng Việt rành quá vậy? Em người Việt. Em vui. Nó tiếng rành quá. Tưởng đâu người Khmer. Tưởng đâu người Khmer lai tiều chứ. Bữa nay chợ nhỏ của mình quá đông rồi. Được quay rồi đó. Lọc chi tôm. YouTube đó, Lọc chi tôm. Bữa nay vô coi. Đâu chị đẹp quay qua cái cho cô bác ngắm dung nhan người miền núi ơi. Lựa đi. Có tại chỗ nhỏ. Rồi nhớ vô kênh YouTube Lộc Chi Tôm nha. Lộc Chi Tôm ha. Dạ. Rồi cảm ơn chị đẹp trước nha. Dạ. Ờ, đó. Cá này ở cánh đồng nào về? Trên tiếng ha. Thank you.
Ở đây có đi bộ à. Tiếp theo hôm nay em sẽ đi vào những phun sóc nữa cô á, những phiên chợ trong phun sóc. Lại là em Lộc Chi Tôn đây, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay em cũng vào trong sóc nữa, thì hôm nay trời tốt quá, quá đông luôn. Trời không mưa nên cô bác ra sớm, đi chợ rất là sớm luôn, quá đông luôn. Hôm nay mấy cụ này có cái sạp, giờ này còn sớm quá, mình chưa hỏi ai được gì nha cô bác, thông cảm cho mình nha, mình chỉ ghi hình cho cô bác xem thôi vì còn sớm quá. Quay nha, 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 quay
Mua được gì rồi, cũ. Đó là những người trong thơm sóc đó cô bác. Hôm nay khá là đông vì trời không có mưa, trời rất là đẹp, cho nên cô bác rất là sớm và đông nha. Vì sớm quá cho mình không dám hỏi ai cái gì nha cô bác, vì đi chợ khó lắm, rất là khó. Họ mới dọn ra rồi mình những lời lẽ không khéo thì dễ bị chửi lắm. Gặp nữa rồi. Cô này cô bị liệu, chọc cổ cái cô liệu à. Bán được chưa? Mua lâm bông ơi. Mua lâm bông để cho tiền. Thôi được rồi, chạy nhiều quá mệt. Cô chọc cô chút xíu vậy. Cô bị liệu nha cô á. Bỏ liệu thiệt. Dạ. Lấy chày cái bàn nó chết. Chày chi. Chày nó mang tao lóc nó. Quá đông bữa nay, đẹp quá đẹp luôn bữa nay hôm nay. Cô bác nhộn nhịp quá. Đẩy xe vô. Đây 10 ngàn. Với con tầm con nhộng gì mấy người Khmer họ thích ăn mấy con đó.
Xe bánh đẹp quá. Ê, năm mai xa đấy. Hả? Trời không có mưa, cô bác đông quá đông luôn. Dạ. 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 Tối bánh này. Tôi kiếm con. Chuột đồng, cua đồng đủ các loại luôn. Này mình đi bắt rồi cái ha. Có mưa là có cua ha. Chuột. Cô bán rau, rau răm, rau nhấp cá. Cá. Dạ. Quá đông luôn. Chín càng. Có ảnh nữa hả?
chung. Wow. Vô mùa mưa thì mấy anh này nhiều ha. Wow. Ghê quá. Hàng dưới 148. Ừ, trăm chung. Quá trời luôn, hôm nay có 2.000 cá đồng. Chuột, rắn, cua, đủ các loại. Lộc Chi Tôn. Dạ. Nhớ vô xem ha. Ngày nào cũng đông vậy hay là bữa nay đông vậy chị? Bữa nay chợ đông quá. Đây là sớm vậy ha. Cả nay chị mình đi bắt luôn đó hả? À, chị đi con. Em người Việt, em người Khmer mà nó tiếng Việt rành quá vậy. Em người Việt. Người Việt, thằng kia nó tiếng rành quá. Tụi nào người Khmer? Tụi nào người Khmer lai tiều chứ? Bữa nay chợ nhỏ của mình quá đông. Được quay rồi đó. Lộc Chi Tôn. YouTube đó, Lộc Chi Tôn. Bữa nay vô coi. Đâu chị đẹp quay qua cái cho cô bác ngắm dung nhan người miền núi ơi. Rồi lá chín đi. Lựa đi. Có tại chín nhỏ. Rồi nhớ vô kênh YouTube Lộc Chi Tôm nha. Lộc Chi Tôm ha. Dạ. Rồi cảm ơn chị đẹp trước nha. Dạ không có chi. Đó. Đây mới thấy được mấy cụ mua. Không ai đâu mày khơi luôn nha, mày học tịch 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 đẹp đẹp không? Cá này ở cánh đồng nào về chị? Tiếng tiếng ha. Thank you.
Ra ngoài quá cũng khá là lâu rồi, nhưng mà hôm nay chợ đông vui quá. Quay thêm tiếng nữa. Mình đi qua chợ nào nữa chị? Tàu, ở Sóc Xu, mà Tàu. Đi qua Sóc Xu nữa hả? Đi tàu, qua Tàu. Dạ. Xong rồi đi qua đó ha. Dạ. Ở chợ bên đó trễ hơn sao? Dạ, bên đó tại bán nhiều. Mặt giận quá. Bán được chưa cụ? Dạ được rồi. Còn có một bó hả? Dạ còn một bó. Còn một bó xong nữa là về. Dạ. Rồi mấy cô kia bữa nay đi đâu không thấy?
bữa nay không bán. Bữa nay không bán. Dạ. Dạ. Rồi còn một bó nữa. Về dạ. Sớm. Dạ. Rồi và đây là một cái phiên chợ trong Sóc và khó tên khó kêu quá cô bác ơi. Cô bác thông cảm nè, vì cái tên nó mình khó nhớ quá, tên khó gọi quá. Rất là đông hôm nay và bây giờ mình đi ra ngoài. Ồ, bên kia còn đông nữa kìa, có những cái cụ đang ngồi ăn, hay quá cô bác. Để mình qua quay mấy cái cụ đang ngồi ăn, đẹp quá, đẹp luôn cô bác. Phía sau sau này có một cái quán cơm, cô bác ăn rất là đông luôn. Và đây thì mình thấy có một người cô gái đẹp bán những trang phục người Khmer. Mình ở xa không mà mình chạy chợ đây à. Ở đâu? Bên Nam Quy hả? Nam Quy à. Chạy chợ qua đây. Những trang phục đẹp quá. Rồi cảm ơn em nha. Chúc bán mau đắng đắt về nha. Rồi, tiếp theo nữa mình sẽ đi một vòng núi cho các bác xem ha. Đẹp quá, hôm nay cái chợ. Ừ. À,
Thank you.